Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những phút giây tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của tin mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, tin mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Hoàng Hoài và các nơi khác ở miền Bắc Trung Quốc sẽ có mưa lớn. Kính thưa quý vị khán giả, trong 10 ngày tới, khu vực phía Nam được dự báo sẽ có thời tiết nhiệt độ cao liên tục và lưu vực Tứ Xuyên phía Nam Hoàng Hà, Giang Hoài, Giang Sơn, Giang Nam, Nam Trung Quốc và các nơi khác sẽ tiếp tục nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở hầu hết các khu vực phổ biến ở mức 35-38 độ C. Nhiệt độ cục bộ có thể lên tới hơn 40 độ C. Ở phía Bắc, trong 10 ngày tới, dự báo sẽ có thêm mưa ở Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài và Đông Bắc Trung Quốc. Lúc 18 giờ hôm qua, Đài quan sát khí tượng Trung ương đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng và cảnh báo mưa lớn màu xanh lam. Do áp cao cận nhiệt đới tiếp tục khống chế khu vực phía Nam nước này và luồng không khí sụt lún thịnh hành nên dự báo trong 10 ngày tới sẽ xuất hiện nhiệt độ cao dai dẳng. Trời nắng nóng gay gắt ở các lưu vực Tứ Xuyên, Giang Hoài, Giang Sơn, Giang Nam, Nam Trung Quốc và các nơi khác. Trung và Nam lưu vực Thiểm Tây, Chiết Giang, Tứ Xuyên và những nơi khác sẽ vượt quá 40 độ C. Vào ban ngày, dự kiến nhiệt độ tối đa cục bộ ở khu vực Tân Cương, khu vực đồng bằng phía Nam Thiểm Tây, Trung Tâm và Bắc Chiết Giang, Trung Tâm Phúc Kiến, Đông Nam lưu vực Tứ Xuyên, Tây và Bắc Trùng Khánh có thể lên tới trên 40 độ C. Ở phía Bắc, khu vực Thiểm Tây Cam Túc đến Hoàng Hoài ở Bắc Trung Quốc sẽ mở ra một quá trình mưa lớn trong khu vực. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo giữa tháng này sẽ có mưa ở phía Đông Tây Bắc Trung Quốc, Bắc Trung Quốc, Đông Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài và các nơi khác. Trong 2 ngày tới, lượng mưa chủ yếu ảnh hưởng đến Cam Túc, Thiểm Tây và Sơn Tây. Và trong những ngày tiếp theo, nó ảnh hưởng chủ yếu đến lưu vực Tứ Xuyên, Sơn Đông, Đông Nội Mông và Liêu Ninh. Khoảng 7 ngày tới sẽ có một quá trình mưa từ Tây sang Đông ở Đông Tây Bắc Trung Quốc, Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài và Đông Bắc Trung Quốc. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, dòng chính ở trung lưu sông Hoàng Hà và các phụ lưu của nó là sông Wasing, sông Fenhe, sông Jinghe, sông Belu, sông Weihe, sông Dankihe, sông Jihe, kênh đảo Wang Weinan và các sông khác trong lưu vực sông Hải Hà sẽ trải qua một quá trình ngập lụt. Lũ lụt trên báo động có thể xảy ra ở các sông vừa và nhỏ. Theo quy định về công việc ứng phó khẩn cấp của Bộ Tài nguyên nước đối với phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán, Bộ Tài nguyên nước đã phát động ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt cấp 4 đối với Hà Bắc, Sơn Tây, Hà Nam, Thiểm Tây và Cam Túc vào lúc 12 giờ ngày hôm qua và ban hành thông báo yêu cầu các Cục Tài nguyên nước khu vực liên quan và Bộ Tài nguyên nước phân tích, trực ban, tập trung tăng cường đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa lũ, điều động khoa học, đề phòng có hậu quả thiên tai lũ lụt, lở núi trên các sông vừa và nhỏ, tuần tra hộ đê và các công tác khác đảm bảo sự an toàn tính mạng của người dân và tài sản. Bộ Thủy lợi đã cử một nhóm công tác đến tiền tuyến Hà Bắc và Sơn Tây để hướng dẫn công tác phòng chống mưa lớn và lũ lụt. Hôm nay, Văn phòng Quốc gia Phòng chống và Bộ Quản lý Khẩn cấp đã tổ chức hội nghị truyền hình đặc biệt về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán, phân tích, nhận định xu hướng diễn biến của tình hình lũ lụt và hạn hán trên toàn quốc, nghiên cứu triển khai công tác phòng chống lũ lụt và hạn hán, công tác cứu trợ tại các địa bàn trọng điểm. Cuộc tham vấn chỉ ra rằng cả nước hiện đang trong mùa lũ chính, công tác kiểm soát lũ không được buông lỏng một chút nào để phòng hạn hán và lũ lụt cục bộ. Việc tham vấn yêu cầu thực hiện nghiêm túc hệ thống trách nhiệm phòng chống lũ lụt với hệ thống trách nhiệm điều hành chính là nòng cốt, đồng thời đôn đốc những người chịu trách nhiệm phòng chống lũ lụt các cấp về tuyến đầu cần tăng cường giám sát, dự báo và cảnh báo sớm, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, thiên tai, làm tốt công tác phòng chống các mắt xích yếu, cần tập trung điều động nhân sự để tránh nguy hiểm, đồng thời thực hiện nghiêm túc cơ chế kêu gọi, ứng phó, cảnh báo sớm thiên tai để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Cuộc họp nhấn mạnh rằng tỉnh Liêu Ninh cần tập trung vào công tác phòng chống và ứng phó lũ lụt ở lưu vực sông Liêu Hà, tăng cường kiểm tra và phòng thủ, tăng cường hơn nữa việc tiêu thoát nước cho đất nông nghiệp và các khu dân cư của người dân, điều chỉnh kế hoạch thoát nước, thực hiện các biện pháp thoát nước cao điểm và phấn đấu giảm tổn thất nông nghiệp và đảm bảo cho vụ thu. Nội Mông, Thiểm Tây, Cam Túc và các khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn hán khác cần làm tốt công tác cứu trợ hạn hán và giảm nhẹ thiên tai hiện nay, thực hiện các biện pháp đảm bảo cấp nước, đảm bảo nước sinh hoạt cơ bản cho cư dân thành thị và nông thôn.
Tổng cục Quốc phòng duy trì tình trạng ứng phó khẩn cấp 4 cấp đối với hạn hán ở 3 tỉnh Nội Mông, Thiểm Tây và Cam Túc. Văn phòng Tổng cục Quốc phòng đã cử 2 nhóm công tác đến Cam Túc và Sơn Tây để hỗ trợ hướng dẫn công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán. 32 giờ sinh tử chống lũ. Kính thưa quý vị, bước đến thôn Long Giang, Ngụy Vinh Đông nhìn lại cảnh tượng ở đây vẫn còn sợ hãi. Sáng sớm hôm qua, trạm cứu hỏa ở đại lộ Luân Liên, huyện Long Giang, Nam Quảng Đông nhận được một tin báo rằng làng Long Giang, thị trấn Bình Minh bị lũ lụt, nhà cửa bị ngập và dân làng không được sơ tán kịp thời bị lũ cuốn trôi, một số bị kẹt trên mái nhà. Kể từ tháng trước, liên tục có mưa nhiều nơi ở Quý Châu và lượng mưa đã gây ra các thảm họa như lũ lụt và lở đất. Ủy ban Đoàn Thanh niên Cộng sản Quý Châu đã ban hành lời khuyên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Quý Châu về việc tích cực đóng vai trò của thanh niên biệt kích trong phòng chống lụt bão và cứu trợ thiên tai, vận động các đoàn viên thanh niên tham gia lực lượng thanh niên biệt kích và chiến đấu trên tuyến đầu phòng chống lũ lụt, cứu hộ và cứu trợ thiên tai. Wei Yongdong được biết rằng thảm họa ở làng Long Lang Giang rất nghiêm trọng và tín hiệu liên lạc đã bị gián đoạn. Anh và 5 đồng nghiệp khác sẽ vào làng với tư cách là nhóm biệt kích trẻ tuổi đầu tiên báo cáo tình hình thảm họa sớm nhất có thể. Vào khoảng 7 giờ sáng, mưa vẫn đang rơi. Wu Zhongming, một người dân ở làng Long Giang, thức dậy và chuẩn bị đến ủy ban thôn để làm nhiệm vụ. Nhưng anh vừa đi ra ngoài thì phát hiện trong làng có lũ lớn. Wu Zhongming thấy rõ dòng sông nhỏ trong làng đã biến thành một trận lũ màu vàng. Một số kho thóc và nhà gỗ của dân làng đã bị nước cuốn trôi, cành cây trồi sụt trong cơn lũ. Nhà của anh ta ở trên một khu đất cao hơn nên chưa bị ngập. Một cụ già khoảng 70 đến 80 tuổi ở làng Long Giang nói rằng ông chưa bao giờ thấy mưa lớn như thế này kể từ khi ông có thể nhớ được. Wei Yongdong và các đồng nghiệp của mình ngay lập tức lên đường bằng ô tô sau khi nhận được báo động. Nhưng con đường không thể đi qua ngay sau khi rời thành phố. Cây cối bật gốc rễ, trượt xuống đồi và đổ xuống đường, cũng như các cột điện cũng bị đổ. Họ quyết định xuống xe, mặc đồ cứu hộ dưới nước, mang theo điện thoại vệ tinh, cưa máy, vài thùng xăng và dầu máy đi bộ đến làng Long Giang. Trời vẫn mưa, khi gặp cây đổ, họ chặt bằng cưa để mở đường. Một số con đường xi măng bị sạt lở, nền đường bị nước đục khoét nên phải đi đường vòng trên núi. Cảnh giác với những vết trượt bùn trên đường, trông giống như một đống đá, nhưng bên dưới toàn là bùn mềm. Họ cầm một công cụ trong tay và một thanh gỗ dài ở tay kia để khám phá đường đi. Có người chẳng may mất thăng bằng, dẫm phải bùn, bùn chưa tới thắt lưng. Các bạn trong đội nhanh chóng chặt cành, chặt củi trải bên cạnh, cho người từ từ leo trèo lên. 7-8 giờ trời bắt đầu tối, Wang Yongdong và đồng nghiệp dùng đèn pin soi đường rồi tiếp tục lên đường. Đi được khoảng 10 tiếng, bàn chân trắng, nhăn nheo vì mụn nước. Lòng bàn chân phồng rộp, đi đường không thấy đau. Khi ngồi nghỉ ngơi thì cơn đau ập đến. Đến 3 giờ đêm, 6 thanh niên kiệt sức không đi lại được. May mắn thay, lúc này mưa đã tạnh. Họ tìm được một con đường cao giáo không có dấu hiệu sạt lở nên đốt lửa phơi quần áo rồi để một người trực. Những người còn lại lăn ra ngủ ngay khi vừa nằm xuống. Nằm nghỉ 3 tiếng, trời rạng sáng, đoàn tiếp tục hành quân dù trời mưa nhẹ. Lính cứu hỏa Liu Xiangrong nhớ rằng từ quận Lệ đến làng Long Giang chỉ hơn 20 km, lần đó họ phải mất 32 giờ đồng hồ mới đến được làng. Khi đến nơi, cán bộ thôn đã tổ chức cho dân bản sơ tán lên nơi cao giáo. Các khu vực trũng của làng là một đống hỗn độn, chuồng trại bị sạt lở, đất đá, nhà cửa bị cuốn trôi và cây cối chắn ngang sông sau khi nước rút phủ sa dày đặc để lại trong các ngôi nhà bên sông, tường của một số nhà gỗ bị đập vỡ. Bùn đá tràn vào nhà, khi người dân vào thì bùn ngập đến đầu gối. Wang Yongdong nhớ lại, đồ gia dụng trong nhà cũng bị phế thải, nhìn thấy nó thật xót xa. Toán biệt kích này ở lại thôn Long Giang một ngày, họ báo cáo tình hình thiên tai với cấp trên, tổ chức cho dân làng dọn dẹp cây cối dưới sông, giúp dân làng khơi thông phù sa trong nhà, tìm kiếm đồ đạc của dân làng trong phù sa. Sau khi mưa tạnh, tiếp theo là phơi nắng, bộ quần áo cứu nước trên người dày cộp, ngột ngạt dị ứng da và nóng như kim châm, nhưng họ không có thời gian để nghỉ ngơi hay tìm một bộ quần áo để thay. Sáng sớm hôm sau, cả đội nhận được lệnh mới, tức tốc đến làng Quế Lâm, cách đó hơn 20 cây số để tìm hiểu về thảm họa, cũng như làng Long Giang bị mất điện và gián đoạn liên lạc. Khi Wei Yongdong và các đồng nghiệp rời đi, đội cứu hộ thứ hai đã đến và máy móc xây dựng quy mô lớn lao vào nạo vét và sửa chữa đường để giúp dân làng xây dựng lại sau thảm họa. Khi Wei Yongdong và các đồng nghiệp của anh ta đang chạy quanh vùng núi, vẫn còn khoảng 300 lính biệt kích cứu trợ lũ lụt và hơn 4.600 thanh niên đang làm việc trên tuyến đầu cứu trợ thảm họa ở tỉnh Quý Châu, sửa chữa các mạch điện,
dọn sạch phù sa trên đường và tiêu thoát nước lũ trong các mương. Vài ngày sau, họ lại vào làng Long Giang và tiếp tục tham gia tái thiết sau thảm họa. Lần này họ lái xe bán tải và xe chỉ huy liên lạc. Trên đường vẫn còn bùn vàng, nhưng đã có rất nhiều xe vận chuyển vật tư. Nhớ lại trải nghiệm của cuộc hành quân bất ngờ, Wei Yongdong có chút sợ hãi. Lúc đó họ đang đi trên đường núi quằn nghèo với đồ đạc trên vai, đường đi rất hiểm trở, lan can bị gãy, bên dưới là vách núi. Anh ấy không hề cảm thấy sợ hãi khi đó, thậm chí còn nói đùa rằng: "Em không được trượt dưới chân, nếu không sẽ là sai lầm, sẽ biến thành hận thù vĩnh viễn." Nhưng anh ấy sợ sau khi trở về, người lính cứu hỏa cấp cao, anh cảm thấy trong 10 năm kinh nghiệm cứu hộ của mình, lần này là ác liệt nhất. Kính thưa quý vị, Bộ Tài nguyên nước đã phát động ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt cấp 4 cho các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Hà Nam, Thiểm Tây và Cam Túc vào lúc 12 giờ hôm nay, yêu cầu các khu vực liên quan thực hiện tốt phòng chống lũ lụt. Bộ Tài nguyên nước đưa ra thông báo về lũ lụt cho biết, theo dự báo, trong những ngày tới, lượng mưa lớn sẽ xảy ra ở Hà Bắc, Sơn Tây, Hà Nam, Thiểm Tây, Cam Túc và các sông Belu, sông Quây, sông Đại Khánh, Di Gia Sông, kênh Giang Quay Nan và các sông khác trên lưu vực sông Hai Hy sẽ bị ngập lụt. Một số sông vừa và nhỏ trong khu vực mưa bão có thể bị ngập lụt lớn. Bộ Tài nguyên nước đã ra thông báo yêu cầu các cục tài nguyên nước khu vực liên quan, Ủy ban Tài nguyên nước sông Hoàng Hà và Ủy ban Tài nguyên nước Hải Hà của Bộ Tài nguyên nước tăng cường lãnh đạo tổ chức, chú ý theo dõi những thay đổi về lượng mưa và điều kiện nước, tăng cường công tác quan trắc, dự báo, tham vấn, phân tích, trực ban, chú trọng củng cố an toàn hồ chứa khi có mưa lũ, tuần tra hộ đê đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Theo dự báo, trong những ngày tới, ở một số khu vực thuộc lưu vực sông Hoàng Hà sẽ có mưa to đến rất to, có nơi mưa rất to. Sẽ có mưa lớn ở các vùng phía Nam Cam Túc, Trung Ninh Hạ, Bắc Thiểm Tây, Trung và Bắc Sơn Tây, Trung và Nam Nội Mông, có thể có lũ lụt trên các con sông lớn. Tổng cục Phòng vệ sông Hoàng Hà và Ủy ban sông Hoàng Hà đã ban hành thông báo cho các bộ phận phòng chống và bảo vệ lũ lụt ở các cấp của Cam Túc, Ninh Hạ, Nội Mông, tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây và tỉnh Hà Nam các khu tự trị, yêu cầu những người có trách nhiệm kiểm soát lũ lụt ở tất cả các cấp tuân theo hàng ứng phó khẩn cấp 4 cấp phòng chống lũ sông và phòng chống lũ lụt sông Hoàng Hà 4. Để đáp ứng yêu cầu ứng phó khẩn cấp cao, triển khai toàn diện công tác phòng chống lụt bão hiện nay, thực hiện gọn nhẹ trách nhiệm phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa nước, điều động hồ chứa một cách khoa học. Chú ý đến các tai biến địa chất do lốc núi có thể gây ra do mưa lớn. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, địa chất có hiệu quả, bảo vệ các đập kiểm tra, phòng chống lũ trên các sông vừa và nhỏ, đảm bảo an toàn các hồ chứa vừa và nhỏ trong mùa lũ, chuyển người bị đe dọa trước, nỗ lực đảm bảo an toàn, tính mạng cho nhân dân. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Mới chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.